mình là cái gì? Giảng tài Thiền viện Trúc Lâm Hòa Thượng Thích Thanh Từ Nguồn Thư viện Hoa Sen Hôm nay Đạo Tràng Thái Tuệ và Thiền viện Trúc Lâm cúng dường mùa an cư. Quý Thầy có ít lời nhắc nhở cho Đạo Tràng để quý vị tinh tấn tu hành. Là người Phật tử, quý vị vừa lo sinh sống cho gia đình vừa lo tu hành, đồng thời giúp đỡ huynh đệ chung quanh cùng biết tu. Đó là một duyên tốt. Vì vậy, tôi sẽ nhắc nhở thêm cho quý vị tử những điểm trọng yếu trong Phật Pháp. Đức Phật Thích Ca khi sinh ra đời, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, nói câu Trên trời dưới đất, chỉ có ta là hơn hết. Câu này quý thầy đã giảng rộng rồi nhưng ở đây tôi muốn nhấn mạnh lại trọng tâm người ta cứ nghĩ phật nói thế là bản ngã hơn hết nhưng sự thật không phải vậy với thâm ý của đạo phật thì trên trời dưới đất chỉ có ta tức con người là hơn hết tại sao vậy vì trong vũ trụ trời che đất chở nhưng trời đất vô tri chỉ con người là có tri giác đất chợ đất nuôi chúng ta nhưng đất có biết làm gì đâu chỉ là hình tướng che chở giúp cho mình có sự sống còn trời là mây mưa mặt trời mặt trăng giúp cho ta đủ điều kiện sống trên thế gian này nên nói trời đất vô tri chỉ có con người tri giác như vậy tri giác là trên hết cả vì thế con người là trọng tâm của trời đất chứ không phải thường lâu nay chúng ta ai cũng như ai hầu hết đều coi thường mình chỉ kính trời trọng đất đó là một lỗi lầm rất lớn sợ trời phạt mong trời thương cầu thổ địa ủng hộ cho nhiều tất cả những đó chỉ là phần phụ bên ngoài không đáng kể chính yếu là con người con người rất quan trọng đối với đạo phật nên đức phật thích ca ra đời đã tuyên bố mục tiêu trọng yếu đó ngài ra đời là vì đề cao giá trị của con người đó là trọng tâm khác với các nhà khoa học hay triết học luôn nghiên cứu tìm tòi bên ngoài chinh phục vũ trụ mà quên xoay lại con người chinh phục chính bản thân mình quý vị tự kiểm nghiệm lại trong đời sống của mình xét xem chúng ta nhớ mình nhớ nhiều hay bên ngoài nhiều sáng thức dậy thì sao sửa soạn đi chợ hoặc đi làm công tác, luôn luôn nhớ những việc bên ngoài, chứ không nhớ mình. Lo điều này đủ kia, mua sắm đủ thứ. Ngoài chợ có những món hàng ngoài lạ, nếu trong túi có tiền, liền đi mua sắm. Chúng ta ưa thích những gì mới lạ bên ngoài, ít khi nghĩ đến con người mình. Quý vị có khi nào nghĩ mình là cái gì không? Chắc là không. Cứ hài lòng với con người như vậy, sự sống như vậy là đủ rồi. Thêm nữa là sự ăn mặc, nhà cửa, xe cộ, lo bấy nhiêu đó mà quên nghĩ mình là cái gì. Mình là gì không biết mà cái gì cũng lo cho mình, sắm mái thu thanh, sỏi sắm cho ai, sắm cho mình. Mua chiếc nệm để làm gì, để cho mình nằm. Cái gì cũng mình hết nhưng thử hỏi mình là cái gì thì không ai biết. Đó là điểm yếu chính mà tất cả chúng ta quên, chúng ta lơ là. Đạo Phật không cho phép người Phật tử như vậy, mà chúng ta phải biết mình cho rành rẽ, tường tận. Phật bên ngoài chỉ phụ thuộc, nghĩa là biết được bao nhiêu hay bấy nhiêu, trọng yếu là phải biết mình là con người của trọng tâm của vũ trụ biết tất cả mà không biết mình thì cái đó chưa thật biết tất cả tài sản mình được mà hỏi mình là cái gì cũng không biết như vậy tất cả cái đó đều không giải quyết tận cội gốc của con người sống mà không biết mình là gì thì cuộc sống hết sức trống rỗng vô giá trị nếu chúng ta chỉ lo ăn mặc cho sung sướng nhà lầu xe hơi tức là chỉ lo thụ hưởng sung túc mà mình là gì không biết thì ai hưởng thụ đây. Đó là vấn đề mà Đức Phật hay người tu hy sinh cả cuộc đời phân tìm cho ra manh mối để giải quyết về thân phận con người. Ngày nay, chúng ta tu theo đạo Phật cần phải hiểu vấn đề đó, không thể xem thường. Cứ lo ăn lo mặc, lo sống để chờ tới ngày chết cuối cùng là tan rã. Ví như chúng ta cất một cái nhà thật đẹp, nhưng biết mai mốt nó sẽ tan nát thì còn quý nó không? Cái không bền, không lâu dài, chúng ta đâu có quý. Vậy thì thân này không lâu dài, tại sao mình lại quý? Đó là mê hay giác? Đó là mê. Vì vậy đạo Phật dạy chúng ta phải giác chứ không được mê. Người mê thì không sáng suốt không có trí tuệ mà không sáng suốt, không trí tuệ thì sống cũng như chết, không có giá trị gì hết. Ý nghĩa quan trọng là phải biết được mình thì cuộc sống mới có giá trị, dù sống nghèo hay sống thiếu thốn vẫn có ý nghĩa như thường, còn không biết mình là gì thì cuộc sống hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng muốn biết mình là gì phải làm sao? Chính điểm này, tôi muốn hướng dẫn cho quý Phật tử ứng dụng tu tập để tìm lại xem mình là cái gì. Bao nhiêu người, dù trí thức hay bình dân, đều nghĩ mình luôn luôn hiện tiền, nhưng hỏi mình là gì thì không ai trả lời được. Như vậy, cái hiện tiền đó cũng chỉ là ảo tưởng thôi. Chúng ta phải tìm ra lẽ thật mình là gì chứ không thể tưởng tượng được chúng ta tu không phải tìm cái gì xa xôi ở bên ngoài, mà phải xoay lại soi sáng chính mình để tìm xem mình là gì. Cái gì là thật mình? Nếu tìm ra được cái thật mình là ngộ đạo, đừng tưởng ngộ đạo là chạy lên non, lên núi, lên mây, lên trời, mà ngộ đạo là phải tìm được cái thật mình. Tìm được cái thật mình rồi, thì ngang đó giải quyết xong dòng sanh tử không tìm được cái thật mình thì luôn luôn sống trong dao động biến chuyển mà dao động biến chuyển là tướng sinh diệt vô thường nếu chấp giữ tất cả hình tướng tâm niệm vô thường là mình thì mình là một dòng biến chuyển biến chuyển nơi này tới nơi kia không dừng phật gọi đó là luân hồi đã luân hồi thì chỉ có giải thoát luân hồi mới là vui tôi thường nói thân này không phải thiệt mình nhưng ai cũng bám vào nó cũng nghĩ nó là mình nếu thân này thật mình thì nó nguyên vẹn nhưng nếu ở trong da thịt chúng ta chỗ nào bị ung nhọt thì có mũ hôi hám mũ hôi hám đó là mình chăng đã từ da thịt mình lòi ra thì nó đâu phải mình nếu là mình thì chúng ta phải mến nó chứ ngược lại mình rất gớm nó như nước bọt ở trong miệng có phải là mình không nếu là mình thì khi nhổ ra rồi mình lấy lại được không nhưng chúng ta có làm như vậy không kể cả máu huyết là thiết yếu của sự sống nhưng chúng ta chích ra chừng một chung máu rồi bảo uống lại có dám uống không nếu thật mình thì đau nỡ bỏ đằng này buông ra rồi chúng ta gốm nó thì làm sao nói của mình được nếu thân này là mình thì khi thiếu máu mua máu của người khác đem vô, uống máu của người khác. Khi máu của người khác vô thì đâu phải của mình, nhưng khi đem vô rồi lại nói máu của mình, có lạ chưa? Từ bản thân loại ra thì cũng chúng ta gớm, còn có người khác đem vào thì nhận là của mình. Thật là vô lý. Cho nên từ đó mới thấy rõ ràng thân này không phải là của mình trong kinh Đức Phật kể, có một người đi sang làng khác, giữa đường gặp sa mạc, trời tối, ông thấy cái tròi cũ không có người ở, nên vào nghỉ tạm qua đêm. Đang nằm, có tiếng động bên ngoài, ông trỗi dậy nghe ngóng, bỗng cánh cửa bị xô vô, thì có một con quỷ to tướng, đang vác cái thây, đất liền xuống, liền xuống đất. Ông hoảng sợ đứng nép sau vách, bỗng con quỷ thứ hai chạy vào, dành ăn với con quỷ thứ nhất. Đứa này nói cái thay này của tao, đứa kia nói cái thay này của tao, rồi hai đứa giành nao mà cãi lộn. Lúc đó, chúng chợt thấy ông đứng bên vách, con quỷ thứ nhất nói từ đầu tới cuối, có ông này làm chứng, nếu ông nói của đứa nào thì đứa đói ăn. Nghe vậy ông run quá, nếu nói của thằng này thì thằng kia bẻ cổ mình nhưng thôi kệ thà chết chứ không nói dối nên ông bảo khi nãy tôi thấy rõ ràng anh a đem cái thây vô quăng ở đây thằng kia tức giận liền chụp ông một cánh tay con quỷ thứ nhất thấy vậy thương bèn xé cánh tay của cái thây chết ráp vào ông vừa ráp xong thì con quỷ thứ hai giật cánh tay còn lại quăng ra con quỷ đầu xé cánh tay thứ hai của thay chết gắn vào, rồi tới chân phải, chân trái. Hễ con quỷ này xé quăng đi, thì con kia lấy chân, gắn của cái thay gắn vào. Cuối cùng, mệt quá, hai con quỷ ngưng cãi. Chúng chia hai chân, hai tay của ông bị vứt ra mà ăn. Ông hoảng hốt tự hỏi, mình là cái gì? Rõ ràng, tay chân hiện giờ là của thay chết ông mới đi tìm gặp những vị sáng suốt để hỏi xem ông bây giờ là gì. Gặp được một vị A-la-hán, đảnh lễ xong, ông thưa. Bạch ngài, con bị hai con quỷ đem tay chân của thay ráp vào người con, bây giờ con là cái gì? Vị A-la-hán nói, tốt lắm, như vậy là ông sắp ngộ đạo. Câu chuyện tới đó hết. Quý vị thấy nếu vật tạm bợ hư giả, mà chúng ta biết thắc mắc, tìm tòi không tin nó thật thì đó là sáng suốt, thấy được lẽ thật. Cuộc đời này có ai thấy được lẽ thật không? Có ai thắc mắc mình là gì không? Hay cứ hài lòng, đã hài lòng rồi thì tìm mọi thứ cho nó hưởng thụ, chờ đến ngày bại hoại. Đó là nỗi đau đớn của con người trong kiếp mê lầm. Chúng ta phải ý thức mình là gì, tìm cho ra cái mình đó chính là gốc của sự tu người biết quay lại tìm mình là người sắp thấy đạo vì vậy tôi hướng dẫn tăng ni ở các thiền viện cũng như phật tử trong các đạo tràng khi tụng kinh thì đặt nặng kinh bát nhã trong kinh bát nhã câu đầu quán tự tại bồ tát hành thăm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngủ quận dây không đồ nhất thiết khổ ách chỉ cần soi lại thấy năm uẩn này không thật thì tất cả khổ nạn qua hết quý vị có soi lại không nhiều khi đọc thì đọc mà không chịu soi lại cần phải soi lại thân năm uẩn này xem nó có thật hay không nếu thấy rõ ràng nó không thật thì tất cả khổ ách đều qua điều này hết sức cụ thể thường chúng ta thấy thân này vọng tưởng này là ta nên những gì cung cấp cho thân này được khỏe, được sung túc mà người khác đoạt đi thì ta tức giận. Ta nghĩ việc gì đúng mà ai nói khác thì ta nổi giận. Như vậy khổ là do chấp thân, chấp tâm mà ra. Nếu biết thân này không thật, ý nghĩa không thật thì đâu còn chấp, đâu còn giận ai, nhờ thế mọi khổ ách đều qua hết. Người ta chửi, mình cười chơi. Có gì thật mà phải khổ, phải giận, phải giành hơn giành thua. Anh không thật, tôi không thật, cái chửi cũng không thật nên chỉ cười vui thôi. Ngược lại, nếu thấy thật thì động tới xác thịt liền bao tức, động tới ý kiến trái mình liền sân giận, rõ ràng do chấp thân, chấp tâm mà mình khổ. Vì vậy kinh Bát Nhã nhắc chúng ta soi thấy năm uẩn là không thì qua hết thảy khổ nạn việc tu hết sức giản đơn không phải cầu phật hay cầu ai làm cho mình hết khổ chỉ cần thấy rõ năm uẩn không thật là hết khổ năm uẩn có sắc hoặc có vật chất thò tưởng hành thức thuộc về tâm cả hai đều không thật biết rõ như vậy thì khổ nạn nào cũng qua hết chứ không phải phật hay bồ tát thần thánh nào cho mình hết khổ nạn hết khổ nạn là do trí tuệ của chúng ta soi thấy thân năm uẩn không thật kinh dạy một câu thôi chúng ta tu cả đời tu là phải soi lại chứ không phải phóng ra nhưng hiện nay đa số người tu cầu xin nhiều hơn là soi lại xét hai phần vật chất và tinh thần sắc là sắc chất tức là thể xác không thật thọ tưởng hành thức tức là tinh thần cũng không thật thấy rõ như vậy là giác mê giác cách nhau chẳng bao xa thấy thân thật cái suy ngẫm thật là mê thấy thân không thật cái suy ngẫm không thật là giác trong kinh viên giác có vị bồ tát thưa hỏi phật bạch thế tôn thế nào là vô minh phật đáp chấp thân tứ đại duyên hợp là thật của mình chấp tâm suy nghĩ lăng xăng là tâm của mình là vô minh hết vô minh là giác. Như vậy mê giác như trở bàn tay, gần một bên mà mình tu hoài không được. Tại sao? Tại vì mê chấp thấu sâu lâu đời quá rồi. Ngày nay đọc kinh Phật, nghe quý thầy giảng mới lé lên được chút thôi, chưa hẳn là thấy nó không thật. Chỉ khi nào ngồi lại thấy thân không thật, tâm không thật, tất cả đều do duyên hợp tạm bợ Thấy rõ như vậy thì mọi khổ nạn qua hết. Được sống như vậy cũng như sống trong cực lạc, có gì buồn, có gì khổ. Chúng ta cũng ăn, cũng uống như mọi người, nhưng không chê khen buồn giận, không mê lầm chắc thân tâm là được. Muốn thế phải soi lại mình, không phải phóng ra ngoài nữa. Quý vị Phật tử cứ phóng ra, không biết quay lại, nên đi chùa hai chục năm vẫn không hết phiền não bây giờ trở lại vấn đề tu tập chúng ta ngồi thiền để làm gì để nhìn lại mình bởi vì chúng ta hướng ra thì mắt xét thấy sắc tai nghe âm thanh mũi ngửi mùi hương lưỡi nếm vị gió thổi xúc chạm tiếp xúc các trần lúc đó dù chúng ta có tu vẫn bị ảnh hưởng bên ngoài nhiều chỉ khi ngồi yên mắt nhìn xuống gác hết năm trần bên ngoài không cho nó lôi cuốn nữa nên giờ ngồi thiền là ngồi để soi lại, soi thế nào? Phương tiện ban đầu chúng ta dùng hơi thở hết vô thở ra, đếm một, hết vô thở ra đếm hai, như chơi vậy. Nhưng nhờ nhớ nhớ hơi thở ra vào, thì hơi thở thì ở trong nên chúng ta mới phản quan, thấy hơi thở vô, hơi thở ra đều đặn như vậy. Nếu thở ra mà không hết vô thì chết rõ ràng thân này tạm bợ phải không vừa khởi việc gì thì liền buông mình tự nhắc vọng tưởng hư dối không thật thân này do tứ đại hợp thành hơi thở là gốc thở ra không hít vào là chết nên sự sống rất mỏng manh đã mỏng manh lại cộng thêm cái tâm chợt có chợt không là vọng tưởng hư dối tập soi sáng lại mình như vậy gọi là tỉnh giác Ngài Đạo Nguyên ở Nhật Bản nói, Một giờ ngồi thiền là một giờ làm Phật. Tại sao? Giờ ngồi thiền là giờ giác, giờ ở ngoài là giờ mê. Trong một ngày, quý Phật tử có đủ thứ chuyện. Thấy chuyện này, nghe chuyện kia, toàn là phóng ra ngoài chứ không quay lại. Còn giờ ngồi thiền là giờ quay lại mình, theo hơi thở, thấy vọng tưởng, buông. Đó là nhìn lại mình tỉnh giác rõ ràng, không bị mê lầm. Lúc tỉnh giác đó không phải là Phật thì là gì? Phật là giác. Chúng ta đang giác nên chúng ta là Phật. Sở dĩ ngồi thiền ngủ gục bị đánh là sao? Bởi vì trọng tâm là phải giác. Chúng ta ngồi ngủ mê nên đánh cho tỉnh, không mê nữa. Hiểu vậy mới biết tại sao nhà thiền khắc khe vì sợ mình mê theo cảnh hoặc si mê không biết gì nên phải làm cho mình tỉnh tỉnh gọi là giác được vậy một giờ ngồi thiền là một giờ làm phật chứ ngồi ngủ khò khò thì làm sao làm phật được chúng ta phải hiểu rõ ý nghĩa quán hơi thở nhiều khi chúng ta thực tập mà không hiểu nên nắm không vững tu như vậy sẽ không đi tới đâu hơi thở vô ra xem như chuyện tầm thường nhưng nhờ nhớ hơi thở mà chúng ta quay lại nếu không nhớ hơi thở thì tâm mình chạy rong. Tu là phải quay lại soi sáng chính mình, nhờ theo dõi hơi thở ra vào, lúc thở khì mà không hít lại là chết. Chỉ có mấy giây đồng hồ thôi, mới biết như vậy sự sống không bền, không thật. Bao nhiêu đó đủ để chúng ta chứng nghiệm được cuộc sống này. Đến vọng tưởng, niệm này nhảy ra, niệm kia nhảy vô, chúng ta buông, nó mất để thấy tâm này cũng không thật thấy tâm không thật thấy tâm cũng không thật thấy thân không thật không phải tỉnh giác là gì nên ngồi thiền là giờ tỉnh giác giờ ngồi thiền là giờ tối quan trọng không phải tầm thường khi tỉnh giác được rồi chúng ta mới thấy được mình thấy thân này không thật tâm này không thật thì mọi cố chấp theo đó mà tan rã chấp đã không còn khổ đau theo đó hết đây mới chỉ là chặng số một thôi tôi xin hỏi những vị tu hơi lâu một chút khi ngồi thiền chừng năm ba phút trong tâm không nghĩ nhớ gì hết lúc đó chúng ta có biết không dạ có biết như vậy có mình hay không có mình có mình nếu cái nghĩ là mình thì khi không nghĩ là không có mình không nghĩ mà có mình thì cái nghĩ không phải là mình rồi bấy nhiêu đâu đó cũng đủ chứng minh cái suy nghĩ không phải là mình, vì nó chợt có, chợt không. Những thứ lăng xăng lặng hết thì tri giác hằng hữu, đó là mình rồi, thực tế đâu có xa. Như vậy, cái mình chân thật đó không phải là cái suy nghĩ. Suy nghĩ là sinh diệt tạm bợ không phải chân thật, còn không nghĩ mà hằng biết, có tiếng động liền nghe, hình ảnh đến thấy liền. Gió chạm thì mát, vân vân, yên tĩnh sáng suốt không nghĩ ngợi gì hết, đó thật là chính mình. Thường những gì động là vô thường sinh diệt, thân động cho nên thân vô thường sinh diệt, tâm động nên tâm vô thường sinh diệt, chấp thân vô thường sinh diệt là thân mình, chấp tâm vô thường sinh diệt là tâm mình, đó là sai lầm. Nếu buông hai thứ chấp lại, chỉ nhận cái không động, không sinh diệt, không có tướng trạng vô thường, hằng yên, tỉnh sáng suốt, làm gì bị dẫn đi trong luân hồi. Có tu rồi, chúng ta sẽ thấy rõ ràng, không còn nghi ngờ gì hết. Sống được với những giây phút chân thật, ta mới thấy khi suy nghĩ dứt bặt thì chân thật hiện tiền, chứ không phải là không có. Chúng ta không nhận ra nó vì cứ mãi mê suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác, mãi chạy theo những suy nghĩ thì làm sao biết rằng khi không suy nghĩ lại có cái chân thật. Vì vậy nói thiền định dễ, định là dừng hết mọi suy nghĩ, dừng hết suy nghĩ thì cái chân thật hiện tiền, nhận ra cái đó thì tỉnh thì giác, gọi là giác ngộ, tức thấy được lẽ thật của thân tâm, giả biết giả thật biết thật, đó là kiến tánh, là thấy đạo. Đơn giản như vậy thôi. Trong nhà Phật dạy thân, miệng, ý, tạo tác các nghiệp mà chủ yếu là ý. Ý nghĩa tốt, miệng nói tốt, thân làm tốt. Ý nghĩ xấu, miệng nói xấu, thân làm xấu. Ý là chủ tạo nghiệp. Ý nghĩ này lặn đi thì còn cái gì tạo nghiệp? Nghiệp là góc dẫn chúng ta đi trong luân hồi sinh tử nếu hết nghiệp thì cái gì dẫn chúng ta đi nữa như vậy không giải thoát là gì cho nên giác ngộ được thân vô thường tâm sinh diệt thì cái chân thật hiện tiền không sinh không diệt sống được với cái chân thật này thì không còn tạo nghiệp đi trong luân hồi sinh tử nữa như vậy rõ ràng tu là để giải thoát sinh tử mục đích của chúng ta tu không gì khác hơn là trọng tâm của đức phật dạy xây lại con người, vì con người là tối thượng, dù có bay lên hư không. Bây giờ chúng ta đi máy bay phản lực hay cất nhà lầu chín chục tầng vân vân đều là vô thường, nay còn may mất. Chỉ có trở lại tâm chân thật không hình không tướng của mình là không vô thường, hàng giác, không động nên không sinh diệt, đó là chân thật. Vì vậy chúng ta sẽ tin lời Phật dạy không hư dối. Hôm nay, tôi nhắc tất cả quý Phật tử hiểu được căn bản của việc tu hành. Vậy từ đây về sau, quân đệ hòa hợp nhau với tư cách cư xử, vừa lo đời vừa lo đạo. Lo đó chính là lo cho chính mình, để ngày mai quý vị có nhắm mắt, dù chưa hết niệm sinh diệt thì cũng sinh diệt trong cảnh tốt. Bằng như được hết sinh diệt thì thảnh thơi tự tại còn gì quý hơn mong quý phật tử nỗ lực tinh tấn tu hành